Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ giới thiệu với các bạn các kiểu dữ liệu trong Excel. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với kiểu dữ liệu chữ. Ví dụ như ở đây ta nhập tên của một người thì ô dữ liệu này sẽ tự động canh lề trái và đây là kiểu chữ. Tiếp theo là kiểu dữ liệu số, ta sẽ nhập một con số như là 123999 chẳng hạn thì nó sẽ tự động canh lề bên phải vì đây là kiểu số. Tiếp tục thì dữ liệu kiểu logic, ta sẽ gõ true trong ô dữ liệu thì sẽ tự canh giữa. Và ở đây là kiểu logic và false thì nó cũng sẽ ra kết quả như vậy. Đến với kiểu ngày tháng thì chẳng hạn ở đây ta sẽ gõ ngày 26 tháng 5 năm 2021 thì nó sẽ ra định dạng như thế này. Vì đây là kiểu ngày tháng nên nó sẽ tự canh lề phải. Và ta có thể tùy ý chỉnh sửa bằng cách ấn nút gần chữ number này và chọn kiểu Việt Nam và chọn format theo ý của chúng ta. Và khi ta gõ 11 giờ 8 phút 23 giây thì nó sẽ tự canh lề phải vì nó là kiểu thời gian. Và ở đây thì Excel sẽ tự động thêm AM cho thời gian của chúng ta. Ta đến với định dạng cuối cùng là dữ liệu kiểu số cơ bản. Thì sẽ gồm có thêm bớt chữ số sau dấu phẩy và định dạng tiền tệ. Ở đây có một danh sách điểm các môn của các bạn sinh viên. Thì chúng ta sẽ bôi hết điểm trung bình và chọn increase decimal ở trên number để cột điểm trung bình có nhiều số hợp phân. Và vì điểm trung bình chỉ cần 2 số hợp phân nên chúng ta sẽ ấn decrease decimal bên cạnh cho đến khi điểm trung bình chỉ còn 2 số hợp phân. Cuối cùng là định dạng tiền tệ. Thì ở đây ta cho một con số là 25.000 và sau đó ta chọn ký hiệu đô la ở ngay trên number và nó sẽ hiển thị đơn vị đô la Mỹ. Thì để thay đổi đơn vị tiền tệ của Việt Nam, ta sẽ ấn nút bên phải ký hiệu đô la vừa nãy. Và tiếp đến sẽ chọn More Accounting Format. Sau đó ta sẽ kiếm và chọn Symbol Việt Nam đồng. Vì tiền Việt Nam không có số hợp phân nên chúng ta sẽ giảm Decimal Place thành 0. Và thế là ta có đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video được thực hiện bởi iGen Group.